Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các anh em một cái mẫu mạch vệ sinh mới ha, sinh mới. Thì ở đây là mẫu mạch sử dụng 2C CS8677 ha. Hai kênh riêng biệt. Thì đối với vệ sinh mới này thì bo mạch đã cải thiện rất là nhiều. Thì cái tiếng bass mạnh hơn, công suất phát ra mạnh hơn. Thì đối với mẫu mạch này cho phép mình tải là 4 tấc đơn, 4 tấc đôi hoặc là 3 tấc đôi. Một kênh như vậy là sẽ đánh cho một cái lô bát 4 tấc hoặc là 3 tấc đôi đều được hết ha. Công suất như vậy là 140W cộng 140W đối với mẫu mới ha. Mẫu cũ thì trước là chỉ có 130W cộng 130W thôi ha. Thì mẫu mới năm nay là 140W cộng 140W, đánh căng hết công suất ha. Và chút xíu mình sẽ test cho các anh em để nhận ra thấy là mẫu mới này nó mạnh hơn rất là nhiều ha. Ok, thì ở đây mình giới thiệu nhanh về tầng chỉnh ha. Volume, chép, mid, bass, đây là phần chỉnh nhạc ha. Mid delay, echo, mid chép, mid bass, mid volume ha. Rồi bên này phần guitar, chỉnh bass, chép guitar, bluetooth thôi mới ha. Đây. Rồi bên trong bo mạch đây. 2C, 2C, CS8677, hai kênh riêng biệt, hai kênh riêng biệt. Thì đối với cái mạch này có thiết kế là cái cổng này mình gắn vào đây thì nó sẽ truyền ra phía trước để làm chi là mình sử dụng cho cái loa rời, loa rời ví dụ như 4 tấc đôi mình thành tách thành hai cái loa riêng biệt ha, hai loa riêng biệt. Đây bên trong này là có nguồn sung này ha. Ok, thì đây là men bên trong này, lắp micro này, micro loại xịn ha, thân nhôm, tần số UHF, xét tần số và chỉnh âm lượng đây ha. Ok, thì đây mình thử nhanh cho các anh em về cái mẫu mới này đánh mạnh hay không ha. Thì mẫu mới này cải thiện cho đánh hết công suất ha, đánh hết công suất, đánh mạnh cực kỳ luôn. 4 tấc đơn hoặc là 3 tấc đôi cho một kênh đều được. Đây mình thử đây. Năm sáu tám chín mươi một hai năm sáu 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 năm
Rất là tuyệt vời ha, tiếng micro căng chắc à, cô phải mềm à, đặc biệt là phải trong cái nó mới tuyệt vời được ha. À, thử độ nhỏ đi ha. Chúng mình một hai sọt tạm chúng mình chúng mình một hai người đó em ngồi hết từ đây mơ mỏi rồi em vui tất cả bao nhiêu có bạn có sầu em để ai chút mà nghe lòng hoang vòng nhẫn cưới đó cao xa đưa đó vì hoa đang sẵn sàng mai em sẽ nhớ xa xin chờ cho tình xuôi mãi để em về đến mộng giàu sang. Ok thì ở đây thử lại cái lo cái phần nhạc chút xíu nữa cho các anh em phân biệt ha, giữa version mới và version cũ ha. Tiếng bass rất là chắc ha, công suất cải thiện hơn rất là nhiều. Đây. Đây là cái vấn đề mình sẽ làm rõ cho các anh em về cái mẫu mới này ha. Đây. Version mới. Cũng tại đây đang bao chấp nên yêu quý duyên mình đã hết chắc cái thứ ở đây. Đây. Version qua mẫu năm thì mỗi năm thì nó cải thiện công suất hơn rất là nhiều, từ 120W lên 130W, giờ đến công suất này là cho đẩy lên là 140W công suất thực. Như vậy là mỗi kênh như vậy là cho phép mình tải một cái loa 4 tấc đơn hoặc là 3 tấc đôi đó, hai kênh hai sơ riêng biệt cho phép mình tải hai thùng loa 4 tấc đơn hoặc là 3 tấc đôi. Ok chưa? Rồi kết thúc video tại đây.